Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh YouTube Điện Mặt Trời của công ty Big Bang Solar. Thì lời đầu tiên em cũng rất là chân thành cảm ơn tất cả anh em đang xem YouTube đã tin tưởng và mua hàng công ty Big Bang Solar. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2023, hiện tại bây giờ là đang là 19 giờ rồi, 7 giờ tối rồi. Hiện tại tất cả anh em công ty đã đi về rồi nhé. Còn mình em này, em còn chút việc nên em ở lại và quay cái video này để ngày mai đăng lên ngày Chủ nhật để mọi người để xem. Thì cái video này đăng lên thì cũng chia sẻ với anh em, với một số anh em đã theo dõi kênh của bên em nhiều rồi thì cũng không hẳn xa lạ gì thêm về với các hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ và không có lưu trữ do bên Big Bang Solar phân phối. Thì ở trên đây là một trong số những cái combo điện mặt trời, và mỗi cái combo thì nó sẽ phù hợp theo cái từng phụ tải gia đình của từng mỗi nhà nhà riêng đấy, thì sẽ được bên em tư vấn và thiết kế một cách phù hợp và bài bản nhất nhằm cái mục đích là vận hành ổn định lâu dài cho cái hệ thống của gia đình mình, khai thác tối đa và triệt để. Thì với những anh em nào đã xem nhiều và đã biết rồi thì chúng ta có thể xem thêm, và những anh em nào chưa biết có đang có cái nhu cầu tìm hiểu thì chúng ta xem video này chúng ta phần nào cũng sẽ nắm bắt được hơn đó. Và số điện thoại thì em để ở trên màn hình, anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ inbox cho số điện thoại em để ở trên nha. Địa chỉ bên em là số 119-11 đấy, đi vào hẻm 105 đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ok, với cái video đầu tiên nha anh em. Với cái combo đầu tiên này, combo này cũng là một anh khách hàng tại Khánh Hòa đặt mua hàng ở bên em. Thì với cái combo này thì khách hàng sử dụng một tháng loanh quanh từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tiền điện. Thì khách hàng sẽ trước mắt sẽ lắp 5 kW tấm pin mặt trời, 5 kW tấm pin mặt trời và sử dụng một máy biến tần Hybrid Dryer. Máy biến tần Hybrid Dryer là máy 3 trong 1, 3 nguồn. Nguồn thứ nhất là nguồn tấm pin mặt trời đầu vào này, nguồn điện mặt trời này. Đấy, điện mặt trời đi vào máy sẽ hòa ra lưới điện của chúng ta sử dụng là cổng grid ở đây. Và khi tải sử dụng không hết thì nó sẽ dư và nó sẽ sạc vào battery là cổng và pin lưu trữ ở đây. Năng lượng mặt trời vào đây và hòa ra tải sử dụng. Tải sử dụng không hết thì nó lại sạc vào đây, sạc vào cái cổng battery là pin lưu trữ này, qua cái CB đóng cắt đây sẽ vào pin lưu trữ nha mọi người. Cái lượng điện dư ban ban ngày nạp vào pin thì sẽ được xả ra vào ban đêm. Ví dụ mà nhà nào chúng ta sử dụng tải nhiều thì chúng ta có thể nâng cấp thêm 2 đến 3 cục pin nữa và cài đặt tăng cái dòng sạc trên inverter lên để lấy hết được cái lượng điện dư từ ban ngày không hòa lưới hết nha mọi người. Và hệ thống này cũng tất cả đều tự động hết. Ví dụ như là ban đêm pin xả đến ngưỡng cắt thì inverter sẽ tự điều tiết công suất và bù lưới vào, chúng ta không cần phải thao tác gì cả. Còn cái cổng lót ở đây là cổng dự phòng nha anh em, trường hợp khi mất điện lưới. Khi mất điện lưới thì inverter nó sẽ khi chạy hòa lưới nó sẽ như này. Khi mất điện lưới thì inverter sẽ chuyển sang nguồn B cấp ra tải sử dụng của gia đình chúng ta và chạy bằng nguồn lót backup dự phòng ở đây nhằm đảm bảo phụ tải không bị gián đoạn. Với những cái tủ điện ở trên đây thì bên em được setup rất kỹ và bài bản. Tất cả những cái đầu cốt, đầu số ở đây bên em đều ký hiệu rõ nhất để về anh em có thể lắp đặt, tự lắp đặt một cách đơn giản nhất nhé. Với một số hệ thống tải nhỏ thì chúng ta sử dụng con ATS này là phù hợp rồi. Sẽ chịu tải liên tục khoảng tầm 8 đến 10 kW trở về nha mọi người. Đó, ok. Với combo đầu tiên là combo hòa lưới bao tải có lưu trữ, thì combo ở đây sẽ có thêm pin lưu trữ và máy biến tần Hybrid, nó sẽ tăng thêm cái giá thành sản phẩm lên nha mọi người, tại vì nó sẽ nhiều tính năng, giá cả sẽ cao hơn. Tiếp theo bên đây cũng là một pin lưu trữ U, một combo 5 kW giao về Hồ Chí Minh cho khách hàng. Ở đây là cũng khách hàng cũng sử dụng tháng 1,5 triệu đến 2 triệu tiền điện. Pin lưu trữ thì sử dụng khối pin UEBO. Dòng pin này sẽ cũng bảo hành 5 năm, có giao tiếp như pin Dyer nhưng mà giá thành sẽ thấp hơn và tốt hơn.
Ok. Thì cũng tương tự như vậy. Đây là cũng cho một phụ tải gia đình tháng khoảng 1,5-2 triệu tiền điện nha anh em. Cũng tương tự vậy, không có gì khác cả. Ở đây là một cái combo hòa lưới bám tải, không có pin lưu trữ nha mọi người. Đó, phục vụ cho tòa nhà văn phòng và các cái phụ tải sản xuất nhỏ sử dụng điện một pha. Ở đây khách hàng sử dụng hai máy biến tần 10kW song song lên là tổng cộng là 20kW cho hệ thống hòa lưới này nha mọi người. Hệ thống này hòa lưới bám tải không có lưu trữ, sẽ rất là tốt và tiết kiệm tiền điện cho những phụ tải như là công ty này, cơ sở sản xuất nhỏ này, sản xuất dùng nhiều điện vào ban ngày. Thì cái hệ thống này không có lưu trữ thì mục đích chỉ sử dụng vào ban ngày thôi. Có nắng từ tấm pin mặt trời sẽ đi vào phía phần DC và phần AC sẽ hòa lưới ra đây, hòa lưới cổng AC và đi ra tải sử dụng của chúng ta, sẽ là mục đích là giảm tối thiểu cái công suất lấy lưới mua từ EVN. Thì về cái hệ thống này thì một tháng sẽ giúp chúng ta giảm loanh quanh khoảng tầm được 10 triệu tiền điện nha mọi người. Thì hệ cái 10 đến 12 triệu thì cái hệ thống ở đây thì tải ban ngày ta sử dụng bình quân là một tháng hết khoảng 15 triệu. Thì mình tư vấn cũng không có full đến 15 triệu đâu, tiền điện đâu, nhưng mà mình tư vấn khoảng tầm giảm tối đa 70-80 chi phí phần trăm tiền điện. Thì với các hệ thống hòa lưới bám tải không có pin lưu trữ thì vốn đầu tư sẽ thấp hơn và sẽ nhanh thu hồi vốn hơn. Hiện tại giá tấm pin mặt trời cũng đang rất là giảm. Thì theo như bên em tính toán thì chỉ với hệ thống này khách hàng chỉ khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm là chúng ta có thể thu hồi vốn rồi. Tấm pin thì bảo hành 12 năm, inverter thì bảo hành đến 5 năm, thương hiệu là GrowWatt nha anh em. Thì tủ điện thì cũng khá đơn giản thôi mọi người. Ở đây sẽ có phần DC của máy 1 này, có 4BV đầu vào. Đây 4BV đầu vào. Tổng hệ thống ở đây khách hàng sử dụng là 75 tấm pin năng lượng mặt trời Zinco 535. Và đây dàn phía DC đóng cắt cho inverter số 2 sẽ vào 4BV đây. Tủ điện đây bên em chưa đấu nối xong nhưng mà em vẫn tranh thủ để quay thêm. Thì ở đây thì tại sao lại chia làm hai cái tủ điện thì em cũng giải thích một chút, anh em lắp đặt thì có xem thì cũng chú ý phần này một chút nhé. Hệ thống ở đây hai máy inverter và dàn pin, thì sẽ lắp dàn pin thì chắc chắn phải lắp trên phía trên mái nhà rồi. Hệ thống này sẽ dựng khung sắt này trên mái mặt bằng sàn bê tông, thì hai inverter sẽ treo ở phía trên đấy luôn và điểm hòa lưới sẽ là ở cái lầu 3 và tiếp diện dây từ nguồn điện tổng đi vào đến tương đối lớn nên chúng ta có thể hòa lưới ở lầu 3 được nha mọi người. Vậy nên sẽ chia làm hai tủ đấy, hai cái máy này và tủ điện sẽ đặt ở lầu 3, lầu trên cùng và hòa lưới ở điểm trên, nhưng đồng nghĩa dễ, nhưng mà với điều kiện dây vào phải to để đảm bảo công suất hòa lưới đẩy ra nhé. Và cái tủ nhỏ này ấy, thì chúng ta sẽ đặt gần nguồn điện tổng từ EVN đi vào. Vì sao phải chia như vậy? Thì để mà hai con biến tần nó biết tải phụ tải bao nhiêu ấy, để mà nó đo công suất tải và nó hòa lưới ra thì nó phải có thiết bị đo tải ở trước nguồn công suất tổng và nó gửi tín hiệu về cho hai máy biến tần ở đây. Thì hai máy biến tần đây một khi đã nhận tín hiệu là biết tải nhà mình đi, biết tải nhà mình sử dụng bao nhiêu kW thì nó sẽ gửi tín hiệu lên cho hai máy này, đưa công suất BV tối đa bằng công suất tải sử dụng và để không phát ngược lên lưới nha mọi người. Không phát ngược lên lưới để tránh đóng thêm chi phí tiền điện cho EVN. Thì ở đây là một cái tủ lắp trước nguồn điện tổng. Thì ở đây mình sẽ kết nối phía điện lưới đầu vào đây này. Từ lưới từ EVN sẽ đi vào đây. Và đầu ra đây sẽ đi ra tải nhà mình sử dụng nha mọi người. Và khi đi ra tải nhà thì cái hai con meter này mình sẽ đấu song song để hai con cùng chịu dòng. Hai con cùng xe dòng và chịu dòng. Khi dòng điện đi qua hai con meter này thì meter sẽ biết được là dòng điện đi qua bao nhiêu thì nó sẽ gửi tín hiệu 485 bằng hai cái sợi cáp này này. Bằng hai sợi cáp này từ cái lầu trệt ấy, từ cái CB tổng ấy đưa lên tín hiệu lên cho hai con inverter, gửi tín hiệu lên cho hai con inverter
ở lầu trên cùng. Thì khi biết được tín hiệu là đo được tải bao nhiêu kW thì nó sẽ lấy cái công suất PV và hòa lưới đầu ra, và đồng nghĩa rằng công suất lấy lưới sẽ giảm đi. Đó, như vậy sẽ chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí tiền điện. Thì về nguyên lý đầu nối thì nó như vậy đó mọi người. Đó, tủ mình đã làm sẵn rồi. Tủ này tủ đặt từ phía gần nguồn CPE tổng tầng dưới, và đầu nối nguồn lưới vào và lưới ra tải, và thêm hai cặp dây cáp kéo lên lầu trên nữa để chúng ta gửi tín hiệu cho hai con inverter này. Ok, đây là hệ thống hòa lưới bám tải, cũng được lắp tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thứ hai bên mình sẽ bàn giao. Tiếp theo nữa là một hệ thống hybrid cũng 5 kW. Hệ thống này thì có khác đi một chút nha anh em. Hệ thống này sử dụng pin Dyer và tủ điện sẽ hệ thống này sử dụng pin UFO, xin lỗi mọi người, và sẽ được lắp một cái tủ điện tương đối là lớn. Tại vì sao lại lớn? Tại vì cái phụ tải ở đây thì khách hàng sử dụng loanh quanh tháng khoảng 3 đến 4 triệu tiền điện, nhưng mà chỉ đầu tư lắp lưu trữ để sử dụng backup khi mất lưới thôi. Và mình cũng có tư vấn máy lớn hơn nhưng mà chi phí thì cũng chỉ đến đây, thì nên là lắp máy này là máy Sun 5K giảm phần nào tiền điện. Đấy. Tại vì tải đây nó sẽ có nhiều cái phụ tải nó chạy sốc và công suất cao theo từng giờ. Vậy nên là mình không có dám tư vấn cái ATS nhỏ. Tại vì ATS nhỏ nó sẽ chịu dòng kém hơn như hai cái hệ kia. Đấy, nên là sợ sẽ bị cháy tiếp điểm, nên mình sẽ tư vấn những cái combo tốt nhất và những cái ATS phù hợp với hệ thống của gia đình mình, để nhằm mục đích là tăng dòng chịu tải công suất tối đa khi hệ thống hoạt động. Đấy, con máy này nó hòa lưới thì chỉ nó mắc 5 ký thôi. Nhưng mà cái tải sử dụng đi thường trực đi qua con ATS này có khi nó lên đến 10 ký, 15 kW chẳng hạn. Đó, ví dụ vậy. Thì cái ATS này nó sẽ không dùng ATS nhỏ chúng ta sẽ không chịu được. Thì chúng ta nên dùng con ATS lớn một chút để đảm bảo cái sự ổn định lâu dài cho hệ thống của nhà mình. Thì về nguyên lý đấu nối thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta kết nối phía tấm pin đầu vào, hai chuỗi tấm pin mặt trời đầu vào, kết nối điện lưới EVN đầu vào và kết nối ra tải nhà ở đây, kết nối ba phần đấy thôi. Đấy, là anh em sẽ hoàn thiện được một hệ thống. Ok, hệ thống này được bên em tính toán rất là kỹ. Chỗ này nó cũng hơi bị hắt mưa nhá. Vậy nên là sẽ làm cái tủ dạng vỏ tủ sơn tĩnh điện. Mặt ngoài mica, lột cái này ra này là sẽ thấy được cái thiết bị điện bên trong. Nhìn rất là đẹp đấy. Màu sơn thì mình cũng em cũng làm màu sơn là đồng màu với Dyer, thì khi lên form thì sẽ đẹp hơn. Dây thì cũng đầu nối vào máng sẵn, anh em về thì cứ làm cái máng như này thôi, làm cái máng như này nhá, rồi đặt vào là sẽ đẹp. Ok, cái vị trí cách cái đây chúng ta lên để cách xa nhau khoảng tầm 30 đến 50 cm giữa inverter và tủ điện, để khi máy hoạt động công suất lớn thì sẽ tản nhiệt phải tốt, thông thoáng vị trí tản nhiệt. Chúng ta lắp cách nhau khoảng 30 cm trên dưới và phía nóc luôn, cách cho 30 cm. Như thế sẽ máy sẽ hoạt động, máy sẽ mát và tản nhiệt tốt, hoạt động sẽ ổn định lâu dài hơn. Các dòng ở đây mình sẽ cố gắng tư vấn cho anh em những cái dòng sản phẩm mà bảo hành đến 5 năm, nhằm đảm bảo cái mục đích sử dụng lâu dài chứ không hướng đến sản phẩm giá rẻ. Sản phẩm giá rẻ Big Bang mà bán thì sẽ rất rất nhiều đấy mọi người, nhưng mà mình cũng không muốn làm sản phẩm rẻ, bảo hành rất là mệt và người dùng cũng rất là e ngại. Bán là bán đồ tốt luôn chứ không bán đồ đồ thấp, đằng nào cũng công bán mọi người, nên là mình cố gắng bán những cái sản phẩm ổn định. Đây là một hệ thống cũng được đầu nối và cài đặt sẵn. Thì trước khi xuất hàng đi bên mình sẽ cài đặt hết từ trước để cho khách hàng về kết nối dễ hơn. Ngoài ra đây thì chúng ta theo dõi trên app ứng dụng và có thể cài đặt được trên app từ Solarman Smart. Người dùng quấy giờ cũng có thể cài đặt rồi, nhưng mà anh em cũng không nên tự ý cài đặt. Cài đặt ví dụ mà xả sâu trong thời gian dài thì sẽ nhanh bị hư pin đấy. Đấy, mọi người phải chú ý đến những phần cài đặt. Những gì chưa nắm rõ thì phải nên hỏi trước khi cài đặt, tránh tình trạng mà cài đặt sai
hư hao hệ thống thì đó là điều không nên. Ok, đây là tất cả những cái combo đây, 1, 2, 3, 4 combo sẽ được xuất đi trong sáng thứ hai tuần tới. Rất là cảm ơn mọi người, cũng toàn là người lạ thôi, có toàn là người lạ và một số người khách hàng đã lắp rồi và giới thiệu bạn bè và anh em trong gia đình cũng lắp lần thứ hai thứ ba rồi. Đây là một anh khách hàng đã làm việc với mình từ năm 2019 rồi, biết nhau từ 2019. Bây giờ anh ấy lắp thêm cho nhà của bạn anh ấy, anh làm xây dựng, cũng còn lưu số Zalo đấy, xong rồi cũng có kết bạn qua lại, cũng lâu lâu cũng hỏi han nhau, xong rồi đợt anh có việc anh lại gọi cho mình, thì mình cũng tư vấn, rồi anh cũng mình tư vấn cho anh ấy, chuyên ngành anh cũng không phải làm điện đâu mọi người, mình cũng tư vấn cho anh, cũng không biết anh ấy có lắp được hay không, nhưng mà hỏi là mình tư vấn xong rồi anh cũng tư vấn lại cho bạn anh ấy, xong anh đi lắp cho bạn anh ấy. Đấy, ok, đấy là điều rất là tốt. Qua bao năm nhưng mà vẫn ủng hộ Big Bang Solar. Ok, rất là cảm ơn mọi người với những cái sự cố gắng của công ty Big Bang Solar và những sự tin tưởng của mọi người luôn đồng hành trong thời gian vừa qua. Thì bên em cũng bán cũng tương đối được nhiều hàng và ra hàng cũng tương đối ổn định. Mục đích của bên em là phát triển dựa trên giá trị kỹ thuật và bán những cái sản phẩm cố gắng hướng tới chất lượng và tiết kiệm thời gian thi công và đảm bảo an toàn cho anh em nhất. Đấy. Thì mong rằng sẽ được bán được nhiều hơn cho anh em trên mọi miền Tổ quốc đã tin tưởng vào công ty Big Bang Solar. Ok, video của em đến đây là kết thúc. Em xin chào tất cả anh em đang xem kênh của em. Mọi người thấy hay và thấy hay thì like và đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào tất cả mọi người.